Những tiền đạo có xu hướng công cao thủ thấp trong SC Online phần 1 để mà nói ở đâu chứ nói về vị trí tiền đạo thì vô cùng quan trọng và cắt các tiền đạo này chọn vị trí lại càng thêm phần quan trọng nữa. Nhưng tiền đạo có xu hướng công cao, thủ thấp thường sẽ luôn mắc vọng nằm trên sân đội bạn, tạo lợi thế để chúng ta có thể phản công nhanh hơn và cùng đến với cái tên đầu tiên đó là Eto Mln chỉ số lên tới 108 theo mình thấy là ổn và đặc biệt bộ tốc độ của anh ta lên tới 113 khá là phù hợp ở Metagame thời điểm hiện tại ngoài ra anh ta còn sở hữu riêng cho mình chỉ số ẩn ma tốc độ và tin mình đi nếu thả cho Eto vượt qua rồi thì hậu vệ chỉ có hít khói mà thôi tương tự với Eto thì van Gogh mùa Mln cũng sở hữu cho mình chỉ số ẩn ma tốc độ xuất xoáy giống hệt luôn đặc biệt là tốc độ thua kém người đồng nghiệp bên kia một chút xíu thôi nhưng bù lại phần thiếu hụt đó thì dứt điểm của van VanGogh lên tới 114 ở thẻ cộng 1 nhưng tín huấn dứt điểm trong vòng cấm của anh ta cứ phải gọi là uy tín bạn sẽ ít khi nào bỏ lỡ khi người chạm bóng cuối cùng là Van Gogh. Nhưng điểm trừ là chân trái chỉ có 3 sao thôi nên là đôi khi hơi bất lợi trong một vài tình huống đưa bóng bằng chân không thuận. Và cái tên thứ ba không ai khác sẽ là cậu bé vàng Kylian Mbappe mùa World Cup 22, người có tốc độ nhìn hơn so với hai cái tên ở trên mình vừa đề cập tới. Thường thì anh em sẽ để Mbappe đá ở vị trí cánh nhiều hơn đúng không? Và đó cũng là vị trí sở trường của anh ta. Nhưng với mùa World Cup 22 này, Kylian sở hữu cho mình tốc độ tốt, ngoài ra chọn vị trí lên tới 114, tin mình đi, bạn sẽ không hề thất vọng khi mang Mbappe lên ST đâu. Và cái tên thứ tư xuất hiện sẽ là Patrick Cliver chỉ số 107 ở mức thẻ cộng 1. Mình chỉ review là tại vì anh ta có xu hướng công cao thủ thấp mà thôi. Chứ thật ra để mà nói về cầu thủ này ấy, phải nói làm sao cho đúng đây nhỉ? Gọi Cliver là M ta mờ say trong chuyện có đâm săn vì anh ta là là gì thì anh em cùng mình luận xem có đúng không nào. Và cái tên xuất hiện cuối cùng cho phần 1 này sẽ là Rock 3 mùa CSA, chỉ số 106 ở mức thẻ cộng 1. Trong những meta gần đây nhất của SC Online thì có vẻ như voi rừng khá là kém sự lựa chọn của anh em nhỉ. Nhưng đây là cũng là một trong số mùa hiếm hoi nhất mà anh ta có xu hướng công cao thủ thấp. Nếu bạn đã lựa chọn tiền đạo cho Chelsea, đừng quên điền tên Rock 3 CSA vào trong phần danh sách đấy nhé. Lần đầu mình làm series này nên nếu có gì sai sót mong anh em hãy cho mình xin thêm ý kiến đóng góp nhé. Và hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem và chúc mọi người có một ngày vui vẻ.